anh chị em nam nữ của các câu lạc bộ dân vũ, xin chân thành cảm ơn các vị đảng chính quyền cơ sở thôn Làng Đức và toàn thể nhân dân thôn Làng Đức đã tạo mọi điều kiện cho đêm giao lưu dân vũ buổi tối ngày hôm nay được thành công rực rỡ. Một lần nữa thay mặt cho anh chị em nam nữ sinh viên câu lạc bộ dân vũ xã Hà Long, xã Minh Tân và câu lạc bộ dân vũ Hà Nam và câu lạc bộ dân vũ thôn Làng Đức đã trở về biểu diễn và mang chương trình đặc sắc của đất Bình Định để chào mừng đêm giao lưu dân vũ buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho toàn bộ chị em câu lạc bộ dân vũ ngàn năm chưa bao giờ mời nghỉ, mong hòa bình.